Khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 11, tại cơ sở sản xuất thu mua nấm Nguyên Long, khu tái định cư xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, bất ngờ phát hỏa, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu sản xuất. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn, công an tỉnh Lâm Đồng huy động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ từ thành phố Đà Lạt đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do xưởng có nhiều vật dụng dễ cháy, kết hợp gió to nên chỉ sau ít phút lửa đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng nấm rộng gần 4.000m2. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tích cực khoanh vùng, dập lửa triệt để tại một số vị trí tại xưởng nấm để đám cháy không bùng phát trở lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.